khóc chia ly, mình tôi đưa đón ai về. Rồi một hôm gió đưa thiệp hồng, với tình năm cũ giờ bước theo trường. Trời thì buồn, mình tôi lầm lũi, đôi mưa gió bước đi âm thầm. Lòng vẫn nhớ, gọi thầm tên em. Trời thì buồn, mình tôi lầm lũi, đôi mưa gió bước đi âm thầm. Lòng vẫn nhớ, gọi thầm tên em, lòng vẫn nhớ gọi thầm tên. Hôm nay về được hai con TCM 5000 EV này rất là đẹp. Thì đối với tất cả các máy 5000 EV thì em làm rất là nhiều clip rồi. Âm thanh của em nói thì anh em không cần phải ngần ngại gì. Nếu một chiếc máy cassette cầm tay, xách tay đều được. Có thể chơi được điện nè, có thể chơi được pin nè. Và em nói cái thiết kế rất là đẹp ha. Vì những cái dòng này hiện tại trên thị trường Nhật cũng đã không còn nhiều. Và giá hiện tại đang rất là cao. Và nếu mà anh em nào sưu tầm thì nên sưu tầm ngay bây giờ. Một chiếc máy rất là đẹp, rất là ngầu. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú lắng nghe. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LV Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.